Thưa quý cha và các anh chị em, chúng ta bắt đầu với chủ đề hôm nay: huyền nhiệm của lời trong vườn Eden, hay là còn gọi là vườn cây cấm và vườn cây dầu. Thì cái chủ đề chung cho ba ngày đó là lời Ngài là đèn soi bước trong con đi. Có nghĩa là không có lời Ngài thì trong con dễ vấp ngã. Cho nên là tôi muốn bắt đầu cái buổi chiều tối hôm nay chia sẻ với anh chị em, bởi vì thường chúng ta trong cái truyền thống của Canh Tông Đặc Sủng là chiều thứ sáu là chúng ta kính nhớ cái huyền nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu. Cho nên tôi muốn nối cái chủ đề này vào trong cái huyền nhiệm khổ nạn, tạm thời đặt tên cho cái bài chia sẻ tối nay đó là như là chủ đề đó là huyền nhiệm của lời trong vườn Eden, hay vườn cây cấm, hay vườn cây dầu. Chúng ta thấy có cái hình kế tiếp ở cái trang kế tiếp đó là vườn Eden, cây cấm, người ta biểu tượng. Rồi chúng ta thấy người ta nghệ thuật, người ta diễn tả cái cảnh vườn Eden, rồi con rắn, rồi cái cây trái cấm đó như vậy. Chúng ta đi qua trang tiếp, chúng ta thấy ở qua trang tiếp thì chúng ta biết có hai cái lệnh truyền trong Thánh Kinh. Chúng ta thấy có hai lệnh truyền đầu khởi đầu của sách Thánh đó, sách Sáng Thế chẳng hạn. Cái lệnh truyền đầu tiên hay là gọi là điều răn cho nhân loại đó là hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Đó là cái lệnh truyền đầu tiên hay cái điều răn đầu tiên mà Thiên Chúa ngỏ với nhân loại. Lệnh truyền thứ hai trong trình thuật thứ hai của sách Sáng Thế đó là gì? Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Chúng ta nhớ có hai lệnh truyền, gọi là lệnh truyền hay là điều răn, nó đều đồng nghĩa với nhau theo sách Thánh. Vậy thì cả hai lệnh truyền hay lời truyền hay là điều răn này đều liên quan đến vấn đề gì, hay là đều nói lên vấn đề gì? Chúng ta sang cái trang kế tiếp. Phải cả hai lệnh truyền, lời truyền và điều răn đều đồng nghĩa với nhau, đều liên quan đến vấn đề gì? Nếu chúng ta suy ra cho cùng thì rõ ràng nó liên quan đến vấn đề sự sống. Bởi lệnh truyền thứ nhất là gì? Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt hoặc đất, phải không? Đó, sứ mạng truyền thông sự sống, nghĩa là ngay từ khởi đầu cái nền văn minh của sự sống đã được thiết lập khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người rồi. Rồi chúng ta sẽ thấy sau này cái nền văn minh này nó bị băng hoại bởi cái nền văn minh sự chết, do cái sự đồng lõa của con người với quyền lực của sự ác. Cái lệnh truyền thứ hai cũng vậy, ngươi không được ăn, ngày nào ngươi ăn ngươi sẽ chết. Đó cũng là lệnh truyền liên quan đến sự sống, phải không? Chúng ta thấy rõ ràng hai lệnh truyền, hai cái điều răn đầu tiên ngay từ khởi đầu của sách Thánh đã là hai lệnh truyền liên quan đến sự sống rồi. Bây giờ chúng ta đi qua cái trang kế tiếp để xem xét cái trình thuật về sa ngã, là hai lệnh truyền đó được ban như vậy, nhưng mà con người đó là cái thái độ con người đứng trước cái lệnh truyền đó, ứng xử như thế nào trước lệnh truyền đó. Chúng ta thấy, cho nên tôi để câu gợi ý để mà suy tư đó, bằng cách nào con rắn dụ dỗ được ông bà nguyên tổ, bằng cách nào? Nếu quan sát kỹ, chúng ta thấy những thủ thuật sau đây của con rắn là biểu tượng của ma quỷ. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn cái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo hay chết. Rắn nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Thế là bà thấy trái cây ngon, bà ăn và bà mời ông ăn luôn. Thì chúng ta thấy ở đây bằng cách nào người ta trong vườn Eden, con rắn
biểu tượng của Satan và con người đã đối thoại với nhau và đã chỉnh sửa lời của Thiên Chúa như thế nào. Là chỉnh sửa lời của Thiên Chúa như thế nào. Chẳng hạn, chúng ta để ý cái lời của con rắn này nói với đàn bà này: có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Rõ ràng là khi Chúa truyền lệnh đó thì Chúa nói là mọi trái cây trong vườn ngươi được ăn, chỉ trừ trái cây của cây biết làm biết giữ mà thôi nha. Đó là lời của Chúa. Nhưng mà khi con rắn mà nói lại với đàn bà đó, người đàn bà, thì nó phủ nhận hoàn toàn hết luôn. Nó nói có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Rõ ràng chúng ta thấy ở đây cái thủ thuật của ma quỷ đó là gì? Nó bóp méo lời của Thiên Chúa. Thứ hai, nó xuyên tạc lời của Thiên Chúa. Mà nó dưới dạng hình thức là phủ nhận và nghi vấn. Nhớ hai điểm đó nha. Trong khi Chúa bảo là ngươi được phép ăn hết mọi trái cây trong vườn, trong khi đó nói là các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn. Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Có nghĩa là nó vừa là phủ định không được ăn hết mọi trái cây là sai rồi, đâu phải là lời lệnh của Chúa. Rồi lại nó đặt vấn đề nữa. Nó đặt vấn đề. Cho nên là nghĩa là vừa phủ nhận, vừa phủ định, tức là vừa phủ nhận, vừa nghi vấn, tức là đặt lại vấn đề, nghi ngờ cái thiện ý của Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ, bị cám dỗ trong cuộc sống chúng ta, phủ nhận lời quyền năng của Thiên Chúa. Nhất là cái lời đó ban tặng cho chúng ta, lời đó ban ra là để bảo vệ sự sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy thực tế trong cuộc sống, lời Chúa là sự sống, lời Chúa là đèn soi nước bước, mà có bao nhiêu người đi theo lời của người? Đó là hình thức phủ nhận, không đi theo lời của người. Cho nên chúng ta đưa văn hóa sự chết đi vào, chúng ta mở rộng vương quốc sự chết bằng cách phủ nhận và nghi ngờ thiện ý của Thiên Chúa khi người đưa ra các giới răn, huấn lệnh hay lời của người, thưa anh chị em. Rồi về phía con người, đó là con rắn nha. Bây giờ về phía con người thì người phụ nữ trả lời như thế nào? Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn. Cái này bà nói đúng không? Đúng. Còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻ phải chết. Có phải trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa bảo không được ăn không? À, không nhớ trình thuật rồi. Cây biết lành biết dữ thì không biết là nằm ở chỗ nào, chỉ biết là Chúa cấm không cho ăn. Nhưng mà cây trường sinh thì nằm ở giữa vườn. Ok. Đó, cho nên ở đây bà cải đổi lời của Chúa, phải không? Đó, y như là một hình thức bóp méo lời của Chúa. Còn trái cây ở giữa vườn, và cây ở giữa vườn mấy câu trước đó, là gì? Là cây trường sinh, chứ không phải cây biết lành biết dữ. Như thế là bà lấy trái bên cây biết lành biết dữ, bà gắn vào bên trái cây trường sinh. Chúng ta thấy không? Người ta chuyển đổi để phù hợp với cái tham sân si của mình. Người ta chuyển đổi lời của Thiên Chúa, người ta chuyển đổi 10 lời, 10 giới luật của người, 10 giới răn của người để cho phù hợp với lại cái tham sân si, cái nhục dục của mình. À. Cho nên thường chúng ta hay làm như vậy lắm, thưa anh chị em. Bằng cớ là ở trên phương diện cá nhân của chúng ta cũng vậy. Đâu sao đó mình phạm tội cái chuyện đó nhỏ nhỏ, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa tha mà. Đấy, mình đang chuyển đổi đấy. Mình đang hái cái trái cây mà Chúa cắm trên cái cây biết làm biết giữ, gắn vào cây của sự sống mà Chúa cho phép. Đó, trên bệnh viện cá nhân, trên bệnh viện tập thể một quốc gia, người ta đã từng và đang đưa ra những cái luật lệ nó đi ngược lại 10 điều lời của Chúa, 10 điều răn, 10 điều lời. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy rõ ràng, anh chị em chúng ta con giới công giáo, chúng ta thấy rõ cái chuyện đó. Cái mưu trước của
ma quỷ Satan nó đưa ra ngày nay cái nhiều cái luật lệ nó nhằm để mở rộng vương quốc của nền văn minh sự chết, hay là đúng lên không không đúng hơn không có nên dùng cái từ nền văn minh sự chết mà là cái thứ văn hóa sự chết, thứ văn hóa sự chết. Chúng ta thấy cái về phương diện tâm lý cái bài này rất là hay để cho chúng ta thấy bằng cách nào ma quỷ cám dỗ con người và bằng cách nào con người chuyển đổi hay là xào xáo cái lệnh truyền của Chúa để cho phù hợp với cái tâm hướng tham sân si hay nhục dục của mình trong đời thường. Rồi con rắn trả lại liền, nói với người đàn bà chẳng chết chóc gì đâu, nhưng khi Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà mở ra và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Đó rõ ràng nó phủ nhận hoàn toàn, và nhất là nó tiêm vào trong cái não trạng của con người được biểu tượng qua người đàn bà này, đại diện qua người đàn bà hay là Eva này, là cái gì? Cái sự nghi ngờ thiện ý thiện chí của Thiên khi Chúa, chúng ta để ý này, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Trở nên như vị thần có nghĩa là bằng Thiên Chúa, nó chích vào trong cái tâm trí của con người, cái nghi ngờ của con về cái thiện chí của Thiên Chúa, cái thiện ý, cái ý tốt lành của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nghĩa là gì? Thiên Chúa sợ con người bằng bằng mình. Thiên Chúa sợ con người bằng mình. Đó, chúng ta thể để ý tí nữa đi sâu vào ở cái phần sau chúng ta sẽ suy niệm sâu hơn. Chúng ta qua cái phần kế tiếp. Rồi ông bà được đưa ra khỏi bị đuổi ra khỏi vườn Eden đi về hướng đông. Đi về hướng đông. Chúng ta để ý là Chúa để cái mũi tên đó từ đông sang tây, phải không? Từ đông tức là phía bên kia Euphrates Babylon đó, qua bên này là bên tây. Chúng ta thấy không, mà đuổi ra khỏi vườn địa đàng tức là đất hứa, đi về phía đông là đi về đi hướng ngược lại, phải không? Đó, và chúng ta biết là Abraham được mời gọi đi theo tiếng Chúa gọi đi về miền hứa địa là rời phía đông đi về phía phía tây, phải không? Palestine là phía tây đó, phía của Abraham nằm ở phía bên kia phải, anh chị em chúng ta để ý, Sumer, Euphrates, Akkad, Babylon, đó cái vùng đó là bên phía đông. Chúa mời gọi bỏ cái đó đi, cái lộ trình của Abraham đi lên tới tận phía bắc Haran, rồi đi dọc xuống rồi đi đến tới miền tận miền Canaan theo miền đất hứa. Thì cái hình này để giúp cho chúng ta thấy cái phần nào cái lộ trình lý do tại sao ông bà bị đuổi đi ra về phía phía đông. Đi về phía đông tức là đi lại cái nơi mà Chúa mời gọi mình rời bỏ đi. Đi lại phía đông tức là đi, Chúa mời gọi Abraham rời bỏ chỗ đó, rời bỏ cái việc thờ ngọc tượng để đi về miền đất hứa. Nhưng mà phạm tội là gì? Theo nghĩa bóng phạm tội là đi ngược lại, trở lại cái chương trình của Thiên Chúa, đi ngược lại con đường của Thiên Chúa. Con đường của Thiên Chúa là muốn mình đến một vùng hứa địa, chỉ nơi đó tôn kính Ngài mà thôi. Mà phạm tội là gì? Mình đi ngược đường của Chúa. Như vậy thì chúng ta đi qua một trang kế tiếp để chúng ta nhìn thấy những cái câu hỏi gợi ý về tội nguyên tổ là gì, thưa anh chị em. Theo cái trình thuật này, tội nguyên tổ là gì? Hay là tội tổ tông là gì? Hành vi của tội tổ tông là hành vi nào? Hành vi nào? Đâu là chủ ý của tội nguyên tổ? Cái là phạm tội chủ ý để làm gì? Đâu là mục đích của tội nguyên tổ? Rồi đâu là hậu quả của tội nguyên tổ? Tôi có gợi ý là cái chuyện Adam Eva này, hậu quả từ Adam Eva này, hậu quả từ Cain và Abel này, từ ông Noê và luật hàng thủy này, tháp Babel đó, kể trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Rồi có thêm phần câu hỏi dưới nữa là trước khi phạm tội ông bà nguyên tổ có mặc quần áo không? Rồi tại sao Thánh Phaolô mời gọi chúng ta mặc lấy Đức Kitô? Bây giờ chúng ta trả lời từng câu một nè. Tội nguyên tổ ở đây là gì vậy? Theo cái trình thuật mà chúng ta mới vừa nghe, ăn trái cây trái cấm vậy là kia đó.
tội nguyên tố là tội bốc tuần hay là không vâng phục, và không phục cái gì? Lời, không vâng phục lời. Và lệnh truyền là lời, không vâng phục lời nha, không vâng phục lời. Chỉ nhớ như vậy thôi. Tội nguyên tổ là không vâng phục lời. Như vậy hành vi của tội nguyên tổ là hành vi gì? Không phải, kiêu ngạo nó không phải là hành vi. Hành vi là một cái động thái, một cái action. Là gì? Không muốn bằng chú là ý muốn chứ đâu phải là hành vi. À, hành vi, hành động đó, hành động của tội nguyên tổ là gì? Ăn. Đó, hành động của tội nguyên tổ là ăn. Bởi vì cái mà mình muốn, tại vì nói cái đó là ăn vô thì cỡ nó giống như thiên chúa, tức là mình xâm nhập, mình phá đổ vào trong chính mình để mình để trở, điều đó trở hóa lên chính mình nha. Đó, như vậy thì chỉ nhớ cho tôi là hành vi của tội nguyên tổ là ăn, để chúng ta suy niệm sau đó. Rồi đâu là chủ ý hay là mục đích của tội nguyên tổ? Là muốn trở thành như Thiên Chúa, mà là bất tuân phục lời của Thiên Chúa, bất cầu Thiên Chúa. Tôi muốn trở thành như Thiên Chúa mà không cần dựa vào Thiên Chúa. Sau này chúng ta sẽ thấy ai người đưa ra một cái giải pháp để hóa giải chuyện đó. Đâu là hậu quả của tội nguyên tổ? Ai dâm vào Eva thì hậu quả là gì? Mất, nên bị đuổi ra khỏi vườn Eden, địa đàng, có nghĩa là biểu tượng của sự thông tình với Thiên Chúa, hạnh phúc và thông tình với Thiên Chúa, mất đi cái thông tình với Thiên Chúa. Cain Abel, hậu quả của tội nguyên tổ nơi Cain Abel là gì? Là sự giết hại nhau nha. Và Noel và lục đại hồng thủy là gì? Là sự phá đổ thiên nhiên và con người. Chúng ta để ý cái tội đó ngày hôm nay vẫn còn mang tính thời sự, phải không? Vấn đề môi trường, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiều vấn đề đó. Rồi cuối cùng là cái tháp Ba Bên. Cái chuyện cái tháp Ba Bên đó là gì? Cái tội, cái hậu quả của tội tháp Ba Bên là gì? Là sự phân tán. Nhưng mà cái chữ phân tán đó, nó là hậu quả của cái gì? Bởi vì cái chữ tháp, chữ tua đó, chữ tháp bên tiếng cho thái mít đàn, có nghĩa là lớn. Tức là con người muốn tự mình làm lớn lên, để lên đến tận trời. Có nghĩa là một hình thức của tội nguyên tổ. Ông già, ông bà thì muốn trở thành Thiên Chúa bằng cách ăn, phải không? Phải ăn. Trong khi đó ở con cháu sau này ở tháp Ba Bên thì muốn đạt lên tới trời, leo lên trời nghĩa mà muốn bằng Thiên Chúa bằng cách xây một cái tháp, tự xây mình. Mà một cái tháp, chữ tháp của tiếng Do Thái Middal có nghĩa là lớn, tức là tự làm cho mình lớn lên chứ không cần Thiên Chúa. Tội nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta để ý. Rồi, như vậy thì trước khi ông bà phạm tội, ông bà nguyên tổ có mặc quần áo không? Hình như năm vừa rồi tôi có nói rồi, phải không? Không hả? Như vậy thì trước khi ông bà phạm tội, ông bà có mặc quần áo không vậy? Không. Không, mà tại sao lại ông bà không có xấu hổ ta? Nhưng mà sau khi phạm tội lại xấu hổ, cái gì làm thay đổi? Nè, chúng ta để ý và chúng ta nhìn kỹ nha. Cái gì làm cho ông bà không thấy xấu hổ nhau? Tôi xác định với anh chị em là nhờ cái bộ quần áo mà Đức Chúa mặc cho ông bà. Mà quần áo đó là gì? Đó là lời của người, lên truyền lời của người. Lời của người mặc cho ông bà. Một khi mà vứt lời, không vâng lời, phải không? Vứt lời của Thiên Chúa thì ông bà cảm thấy trong chuồng xấu hổ, và ngay cả khi Chúa đến tìm á, trốn ở trong bụi rậm á, không dám ra. Bởi vì sao? Bởi vì đã không vâng lời có nghĩa là vứt bỏ lời. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Giúp cho chúng ta suy được rằng trước khi phạm tội, ông bà có mặc quần áo, mà quần áo này chính là lời vinh quang và toàn năng của Đức Chúa, mà lời đó sau này trở thành ngôi lời. Nhớ chưa? Đó, lời đó sau này trở thành ngôi lời. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là để hóa giải cái sự trần truồng xấu hổ vì tội của ông bà, hay là để hóa giải tội nguyên tổ,
thì Đức Chúa Cha không xuống thế làm người, phải không? Đức Chúa Thánh Thần không xuống thế làm người, mà là ngôi lời xuống thế làm người. Lý do tại sao? Bởi vì ngay từ khởi đầu nhân loại đã lỗi lời, phải không? Cho nên để cứu chuộc nhân loại vì cái tội lỗi lời thì ngôi lời phải xuống thế làm người. Cho nên chúng ta để ý này, tôi chứng minh cái chuyện mà tôi nói là ông bà có mặc quần áo mà quần áo đó là lời đó, lời của Thiên Chúa. Nếu như các anh chị đọc ở thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 27 đó, đó đúng là chị rồi trở lại đó, thì chúng ta thấy là Thánh Phaolô mời gọi là ở câu 27 đó, quả thế bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Động từ mặc lấy y như động từ quần áo vậy đó. Như vậy thì thưa chị em, chúng ta mặc lấy Đức Kitô ngay từ lúc nào? Rửa tội, phải không? Thánh Phaolô nói nè, ở câu 27 màu xanh đó, quả thế bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Có một bài hát: anh em hay mặc lấy Đức Kitô và đừng đam mê thu vui xác thịt gì đó, tôi quên rồi đó nha. Thì chúng ta để ý ở đây, trong cái bối cảnh là Phaolô nói là trước khi đức tin đến thì người ta kiểu như nô lệ cho lệ luật vậy, mà khi đức tin đến rồi người ta không còn cái sự giám sát của lệ luật nữa, người ta có cái sự tự do của con cái Thiên Chúa, và nhất là người ta đã mặc lấy Đức Kitô. Ngày xưa ông bà bỏ Đức Kitô, bỏ lời nha, và đã nuôi nhân loại ra khỏi vườn địa đàng. Như vậy thì Đức Giêsu là A Dông mới, khi Ngài đến là Ngài là ngôi lời. Qua sự vâng lời của Ngài đi vào hiền nhiệm của nàng, Ngài đưa nhân loại trở lại vườn, mà lần này không phải là vườn Ê-đen mà là vườn cây dầu, phải không? Chúng ta thấy ở thư Roma, ở trang sau đó, thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 14, Thánh Phaolô cũng nói mời gọi: nhưng anh em hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Như vậy câu hỏi đặt ra là: thưa anh chị em, cái gì làm cho chúng mình trở nên trần truồng xấu hổ và chà đạp nhau? Tội. Ngài liệt kê nè, có hai điểm bên trên nha. Thứ nhất là ngủ mê trong đam mê tội lỗi. Tôi nhấn mạnh cái chữ phải thức dậy đó, nghe không? Chúng ta đọc cái bản văn của hai của Phaolô nè: phải như thế vì anh em biết ta đang sống trong thời nào, đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày sắp đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho xứng đáng, xứng đáng như người đang sống giữa ban ngày, không chạy chén say sưa, không chơi bời dâm đạc, cũng không cãi cọ ghen tuông. Chúng ta thấy như vậy có hai điểm. Điểm thứ nhất là đừng ngủ mê, phải thức tỉnh. Chúng ta thấy rồi thứ hai là gì? Đừng có sống trong cái bóng tối, đừng làm những cái hành vi bóng tối. Và thứ ba là gì? Ở phần cuối cùng đó, là đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Đó là ba yếu tố mà Phaolô mời gọi chúng ta đừng. Mà nếu như chúng ta không dừng những hành vi đó thì là gì? Là chúng ta tự lột trong truồng mình, chúng ta ở trong truồng như ông bà nguyên tổ, và chúng ta xấu hổ với nhau. Xấu hổ với nhau thì kình nhau, chà đạp nhau, xé rách đời nhau, đóng đinh đời nhau đó, chúng ta thấy đầy đọa nhau. Rồi bây giờ đó thì có hai bản văn để chứng minh rằng là cái điều mà tôi nói là ông bà nguyên tổ trước khi phạm tội có mặc quần áo, mà quần áo đó là chính lời hằng sống của Thiên Chúa. Đó là cái bản văn thứ nhất, đó là thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 27: và thế bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Thứ hai, trong thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 14 cũng vậy: hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngài để liền gần bên như vậy để song đối giữa A và B, chúng thấy không? Để
chứng minh cho chúng ta rằng cái một khi chúng ta chiều theo tính xác thịt và thỏa mãn những nhục vọng đam mê đó, thì chúng ta chính vứt bỏ cái áo bảo vệ của chúng ta, chính là Đức Kitô đấng cứu thế, chính là ngôi lời. Bây giờ chúng ta qua cái vườn thứ hai, đó là vườn Gethsemani, hay là cây dầu, vườn cây dầu. Gethsemani có nghĩa là gì? Thì chúng ta cái chữ Gethsemani trong cái tiếng Aram của Chúa Giêsu đó là cối ép dầu, cái cối ép dầu ô liu nha, cối ép dầu ô liu. Tiếp chúng ta qua trang cái tiếp đó, rồi đôi dòng về mối tương quan giữa vườn Gethsemani và chữ Kitô. Cái chữ Kitô đó nó đến từ cái tiếng Do Thái Messiah, có nghĩa là đấng được sức sức dầu. Như vậy thì vườn Gethsemane là cối, cái cối ép dầu, cái cối đá ngày xưa đó để ép dầu. Trong khi chữ Kitô có nghĩa là đấng được sức sức dầu. Như vậy có mối liên hệ giữa vườn này và chính cái danh thánh của Chúa Giêsu, phải không? Kitô đấng được sức sức dầu để tống phong làm cứu thế đó. Như vậy thì chúng ta thấy sau cái bữa ăn tiệc ly, Chúa Giêsu tuyên bố cuộc khổ nạn, ngài sẽ bị bắt, thì thầy trò buồn lắm, nhất là các môn đệ, thì đi xuống dưới cái suối Cedron, rồi đi lên cái núi cây dầu, rồi dừng lại, thay vì chạy trốn qua bên đồi bên kia của núi cây dầu là ở trong sa mạc, thường chạy trốn. David đã từng chạy trốn qua con đường đó, trộm cướp thời cựu ước cũng từng chạy trốn qua con đường đó, thì Chúa Giêsu cũng đi con đường đó, nhưng mà ngài không trốn. Ngài quyết định đi vào Gethsemane, vườn cây dầu, có nghĩa là Ngài chấp nhận để bị ép trở thành dầu cứu độ. Cho nên cái ý nghĩa của nó rất là hay, để chúng ta thấy cái mối tương quan giữa cái chữ tên Gethsemane, vườn Gethsemane và chữ Kitô. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần kế tiếp, thì trong sách giáo lý cũng có nói đôi lời về cái chuyện sức dầu nha. Sách giáo lý Công giáo số 595 đó, và những cái số khác nữa mà tôi để trong ngoặc đó, thì sức dầu là biểu tượng sức dầu cũng chỉ về thánh thần, đến nỗi trở thành đồng nghĩa với thánh thần đó. Trong sách giáo lý nói, chứ không phải tôi nói nha, sách giáo lý Công giáo nói về mối liên hệ với việc sức dầu và thánh thần. Cho nên thường ở trong xứ Tây của tôi đó, mỗi tháng tôi làm lễ chỉ làm một lần, thì là khi làm lễ xong rồi hết rồi là tôi xức dầu, đặt tay xức dầu cầu nguyện cho các cho những ai muốn nhận đó. Thì bây giờ chúng ta đi kế tiếp qua cái trang sau để coi thử là cái trình thuật nha, cái trình thuật nói về việc Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu với cái tâm tình như thế nào. Đức Giêsu cầu nguyện tại vườn Gethsemane, cả ba thánh sử Matthew, Marco và Luca đều kể lại chuyện đó. Thì cái lời rất là hay, rất là đẹp của Chúa Con ở trong vườn cây dầu đó là gì? Là Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi thì xin vong ý Cha. Trình thuật việc Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu cho chúng ta thấy tầm quan trọng của vâng lời trong sứ mạng cứu thế của người. Vâng lời trong sứ mạng cứu thế của người. Chúng ta thấy như tôi nói hồi nãy, ai dân cũ không vâng lời lôi nhân loại ra khỏi vườn địa thì là ra khỏi cái sự thông tình của Thiên với Thiên Chúa với bao nhiêu hậu quả. Ai dân mới, Chúa Giêsu được gọi như là ai dân mới theo cái thần học của Phaolô, thì đưa nhân loại trở lại thông tình với Thiên Chúa, tức là thông tình phụ tử. Tại vì ở đây người kêu lên là lạy Cha. Đó là mục đích của Chúa Giêsu, đưa nhân loại đi vào lại trong thông tình phụ tử với Thiên Chúa. Mà trong vườn lần này là vườn cây dầu, vườn cây dầu tức là để được thánh thần Chúa sức dầu tống phong và sai chúng ta đi ngay từ bí tích rửa tội và thêm sức. Thì đó là chúng ta thấy là ở trong vườn cây dầu này Chúa Giêsu vâng phục. Bây giờ chúng ta đi kế tiếp qua đó để chúng ta thấy được là ai dòng cũ và ai dòng mới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 45-49 nói về cái chuyện ai dòng cũ và ai dòng mới. Đó. Thì tôi có thể đọc, tại vì nó ngắn, tôi có thể đọc cho anh chị em nghe là
Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ ở đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Như vậy thì chúng ta thấy A Dông mới, A Dông cũ. A Dông cũ trong vườn cây cấm, vườn Eden, còn A Dông mới là Chúa Giêsu Kitô trong vườn cây dầu Gethsemane tôi mới vừa nói. Như vậy thì thưa anh chị em, tội nguyên tổ lỗi lời, huyền nhiệm khổ nạn của Đức Kitô là huyền nhiệm vâng lời và vâng phục. Chúng ta để ý nè, là cái hai cái khái niệm này cần phải phân biệt với nhau. Vâng lời không chưa đủ mà phải vâng phục nữa. Nghĩa là tôi nghe theo lời của bố mẹ tôi, hay là lời của giáo hội, hay lời của Chúa, nghe theo rồi chưa đủ mà tâm tôi phải phục theo nữa. Nếu như tôi làm theo lời của bố mẹ mà lòng tôi lúc đó làm cũng hằng học, nếu tôi giữ 10 lời của Chúa, 10 điều răn mà tâm tôi lúc nào cũng hằng học cả, như vậy thì điều đó không có mang lại cái hiệu quả ân sủng cho tôi một cách dồi dào. Cho nên phải cái tâm mình phải phục theo nữa thưa anh chị. Cho nên cái vâng lời và vâng phục hai mức độ khác nhau. Chúng ta thấy như vậy thì thưa anh chị em, ở trong vườn cũ, vườn Ê-đen, con người đã bỏ tông phục, con người đã vứt đi cái tấm áo bảo vệ mình, mang lại sự sống cho mình, đó là lời, lời Thiên Chúa. Và Thiên Chúa Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi gửi cái tấm áo nào lại, tức là gửi ngôi lời trở thành xác phàm đến ở giữa chúng ta, để mặc lại cho chúng ta nhân phẩm làm con Thiên Chúa là áo. Bởi vì một trong những biểu tượng của quần áo là nhân phẩm. Chúng ta thấy cái phẩm giá của một người, nhân phẩm của một người được đánh giá trong cái xã hội con người trên bình diện nhân chủng là qua cái cách ăn mặc, qua cái cách ăn mặc nha. Cho nên ở đây tôi mời gọi anh chị em chúng ta xét lại mình tối hôm nay. Bao nhiêu lần mình chạy theo đam mê để mình vứt bỏ lời? Bao nhiêu lần mình cởi quần, cởi áo trong chuồng cho thế gian chiêm ngắm bằng những hình thức đam mê tội lỗi? Bao nhiêu lần mình đã làm tổn thương lời cứu độ? Bao nhiêu lần mình đã đóng đinh lời cứu độ, ngôi lời Thiên Chúa? Tối hôm nay chúng ta chỉ dừng ở lại đó để xem thử bao nhiêu lần mình không vâng lời 10 lời của Thiên Chúa. Chúng ta biết ngày mai tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em, chúng mình được cấu thành bởi lời, chúng mình được dựng nên bởi lời thưa anh chị em. Cho nên mình hiện hữu nhờ lời, cho nên mình không thể nào tồn tại mà không có lời. Mình không thể nào tồn tại mà không có lời. Điều đó rất là quan trọng. Ngay cả trong cuộc sống đời thường người của chúng ta chăng nữa, vợ chồng sống với nhau, cái cuộc sống gia đình này, cuộc sống hôn nhân này không thể tồn tại nếu như không còn lời nữa. Không còn lời trao đổi nữa, không còn lời yêu thương để trao tặng nhau nữa, không còn lời ân ái nữa. Đó là một cuộc sống đang chết dần. Cho nên lời Chúa là lời hằng sống theo cái nghĩa đó đó. Không những lời con người, mà lời con người mang lại cái sức sống, một cái nghị lực cho một người đang trong cái cơn tuyệt vọng chẳng hạn. Một lời khuyên đủ vực dậy một con người. Một lời nguyền rủa đủ giết chết một con người giết mòn, giết chết, dòm mòn. Chúng ta thấy trên bình diện con người, cái quyền năng của lời nó như vậy đó, tầm quan trọng như vậy. Huống hồ chi là lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa được diễn tả qua 10 điều răn, và trong tiếng Do Thái Devarim có nghĩa là lời, 10 lời. Dịch đúng nghĩa là 10 lời chứ không phải 10 điều răn. Đó, 10 lời. Chúa để lại chúng ta 10 lời để làm cấu thành nên cái con người Kitô hữu của chúng ta.
Rồi Chúa cho chúng ta ngôi lời. Ngôi lời đã hóa thành xác phàm, tức là gì? Là mình mẫu thánh người, phải không? Rồi chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời. Rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy khám phá được cái tình yêu của Chúa Cha như vậy đó. Mình đã vứt bỏ lời, tổ tiên mình đã vứt bỏ lời, mình dẫn nhau đi ra khỏi vườn địa đàng, mình gây bao nhiêu cái thảm họa cho nhau, bao nhiêu cuộc chiến cho nhau. Kênh chè, Cha yêu thương, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một của Người là ngôi lời, đến hy sinh đền thay chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta tối hôm nay nghiệm được tình yêu của Cha một mình. Người đã tạo dựng chúng ta bằng lời, Người cứu độ chúng ta cũng bằng lời. Và nhất là cái chủ đề hai vườn cây hôm nay, mình đã mất vườn cây khởi đầu, Con Thiên Chúa mang lại cho chúng ta một vườn cây khác, vườn cây giàu. Nơi đó Con Thiên Chúa, ngôi lời đã thiết lập, tái lập lại cái tương quan phụ tử giữa chúng ta với Thiên Chúa là Cha. Nhưng mà chúng ta vô tâm tiếp tục làm tổn thương lời vĩnh cửu của Cha là Jesus Kitô, chúng ta tiếp tục đóng đinh lời, chúng ta tiếp tục vứt bỏ lời như là quần áo, như là cái phương tiện để mà bảo vệ chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, hãy mặc lấy lại Đức Kitô đi. Cho nên tối hôm nay xin lỗi Người, tí nữa anh chị em sẽ ơn thánh giá, ơn ngôi lời của Thiên Chúa bị tổn thương, bị đóng đinh đó vì tội chúng ta, ôm đi. Và nhất là để xin cho ngôi lời của Thiên Chúa hút đi những cái ung nhọt trong chúng ta, hút đi những con virus làm cho chúng ta yếu đi, không còn đủ mạnh để vâng lời và vâng phục đi theo Đức Kitô nữa. Cho nên chúng ta cùng nhau một vài giây trong thinh lặng để nhìn lại mình, bao nhiêu lần mình đã lỗi lời hứa với Chúa, lỗi lời trong việc không giữ 10 lời, 10 điều răn của Người, lỗi lời trong việc lời giao ước vợ chồng cũng như lời giao ước của đời thánh hiển. Cho nên tất cả xoay quanh cái chuyện lỗi lời, kiếp nhân sinh này trở nên nhiều ai oán, nhiều vấn đề, nhiều khổng cùng, cũng vì ngay từ khởi đầu người ta lỗi lời và tiếp tục người ta vẫn còn lỗi lời, lỗi nghĩa với ngôi lời, vứt bỏ ngôi lời. Lạy Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời vĩnh cửu của Cha được sai đến để giúp chúng con đừng lỗi lời nữa. Sửa sai là cái việc lỗi lời của nguyên tổ chúng con, nó vẫn còn để lại những hậu quả trong chúng con. Chúng con muốn đón nhận, tôn thờ Chúa, xin lỗi Chúa tối hôm nay bằng việc ôm Chúa vào lòng qua nghi thức ôm hôn thánh gia Chúa. Chúng con muốn đặt tất cả những vết thương gây ra bởi việc lỗi lời, những ung nhọt gây ra bởi việc lỗi lời vào trong vết thánh của Chúa, để cho lời toàn năng của Chúa hóa giải, cứu chuộc và biến đổi chúng con. Giọt nước mắt rơi ăn năn biết bao tội đời, giọt nước mắt rơi thay lời xin ăn năn thống hối, giọt nước mắt rơi sẽ lòng đầy bao nát tan,
giọt nước mắt rơi chảy dài xin Ngài thứ tha. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Giọt nước mắt rơi con nay khóc than tội mình. Giọt nước mắt rơi xin Ngài thương bao dung tha thứ. Giọt nước mắt rơi cứ nghẹn ngào tuôn Chúa ơi. Giọt nước mắt rơi xin Ngài giữ tình Chúa ơi. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Giọt nước mắt rơi ăn năn biết bao tội đời. Giọt nước mắt rơi thay lời xin ăn năn thống hối. Giọt nước mắt rơi sẽ lòng này bao nát tan. Giọt nước mắt rơi chảy dài xin Ngài thứ tha. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Con xin Ngài thứ tha bao tội đầy xấu xa ngày qua con lầm lỗi. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha. Con gục đầu thống hối lệ nhòa tuôn rơi. Chúa ơi xin Ngài thứ tha.